Khai báo y tế và có kết quả test âm tính rồi mẹ mới về nhà con ạ. Mẹ con cũng yên tâm rồi. Từ nay con sẽ ăn riêng, ngủ riêng và cách ly cùng với mẹ. Ôi con của mẹ ngoan quá. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Như vậy thì COVID không còn mình sống con ạ. Vâng, mẹ cứ vào phòng mẹ đi. Con về phòng con đây, con chào mẹ. Vào nhà ăn bánh kẹo và nhận lì xì của cô. Năm mới cô chúc các cháu luôn mạnh khỏe và học giỏi.